Bản tin Thanh Hải Vô Thường Sư số 183. Đóng góp cho hệ thống thông tin lạc quan. Lực lượng rất mạnh, cho nên thế giới đang lắng nghe, bởi vì chúng ta ai cũng có thần giao cách cảm. Mặc dù đầu óc không biết, nhưng cả thế giới biết, cho nên chúng ta phải tiếp tục làm công việc khẳng định của chúng ta và phát hình thông tin lạc quan và lối sống lành mạnh, rồi thế giới sẽ noi theo. Chúng ta thấy có ảnh hưởng rồi đấy, có không? Thính chúng thưa có. Đúng vậy, cảm thấy vô cùng khích lệ. Quý vị có vậy không? Thính chúng thưa có. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục làm việc với nhau. Dù không gặp nhau nhiều như mình ao ước, nhưng chúng ta đang làm việc với nhau ngày đêm, cho nên luôn luôn ở bên nhau. Tôi không cảm thấy cách xa quý vị. Mọi việc đều tốt. Mặc dù không gặp nhau, nhưng chúng ta nhìn cùng một hướng, làm cùng một việc cao cả. Vậy là luôn luôn bên nhau, đúng không? Cho nên tôi rất hãnh diện với quý vị và tất cả những công việc quý vị đang làm. Ý nói các anh chị em đồng tu trên toàn thế giới, sư phụ rất hãnh diện với tất cả quý vị và ước được gặp tất cả quý vị hoài hoài. Có điều là mình phải làm việc tùy theo nhân quả, tùy theo hoàn cảnh của tôi. Nhưng quý vị luôn luôn ở trong trái tim tôi. Dù mình không gần về thể xác, nhưng về tinh thần, tâm linh, tình cảm, gần ngày cũng như đêm. Hy vọng quý vị cũng cảm thấy như vậy. Quý vị có cung cấp tài liệu cho truyền hình Vô Thượng Sư không? Thí dụ, quý vị có thể gửi những mẫu chuyện về truyền thống văn hóa hay tin tức, bất cứ những gì quý vị nghĩ là truyền hình Vô Thượng Sư có thể không biết, từ khắp các nơi trên thế giới. Tôi khuyến khích mọi người làm một ký giả, bởi vì chúng ta phải mang từ trường lạc quan đến chung quanh. Bất cứ nơi nào chúng ta tìm được tin gì đó có tính cách lạc quan thì cung cấp cho truyền hình Vô Thượng Sư để cả thế giới được biết. Mình phải tìm kim cương trong cát bụi. Đôi khi không dễ tìm được tin tức lạc quan, nhưng nó đầy dẫy khắp nơi. Có điều đa số cơ quan truyền thông cảm thấy họ phải cung cấp cho công chúng những mẫu tin bi quan, bởi vì họ nghĩ rằng, theo như nghiên cứu của họ, thì công chúng thích và đòi hỏi những mẫu tin bi quan. Nhưng tôi nghĩ khuynh hướng sẽ thay đổi. Hoặc nếu không thay đổi, ngay cả dù toàn thể công chúng ngoài kia vẫn cần sự kích động đen tối của tin tức bi quan, thì tối thiểu mình cũng có một nơi nương náu cho những người chán nhán từ trường phủ định, trên truyền hình, hay trên báo, hay trên mạng điện toán. Ít nhất, nếu họ chán những tin đó quá, họ có thể đổi sang đài của chúng ta và để tâm hồn sảng khoái với một cái gì đó thăng hoa. Truyền hình Vô Thượng Sư là một đài rất tốt, vì vậy tất cả quý vị tại khắp nơi trên thế giới, tại các trung tâm, hãy làm ký giả mang tin tức lạc quan. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo một hệ thống truyền thông lạc quan khắp toàn cầu để nâng cao tinh thần của nhân loại và cứu vãn tinh cầu này cho các thế hệ mai sau. Điều này rất quan trọng. Được, rất tốt. Tất cả chúng ta đều thành ký giả, gửi những thông điệp tin lành từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi một người phải làm việc như một ký giả. Chúng ta phải đóng góp vào hệ thống này để tạo thêm nhiều từ trường khẳng định trên tinh cầu này. Điều này rất quan trọng. Sư phụ khai thị: tôn trọng mạng sống của loài vật như của chính mình. Hãy để hòa bình xảy ra trong năm nay, năm Hợi. Heo là sinh vật rất hòa bình. Heo chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Còn ai hòa bình hơn vậy nữa? Heo thậm chí cũng không có mỏ như chim để mổ ai cả. Nếu muốn đào gì thì nó dùng mũi. Phải là một cái mũi rất tài. Nó có thể dùng mũi đào đất, đá, đủ thứ. Với cái mũi mềm của nó, có lẽ cũng chẳng mềm gì. Quý vị có bao giờ sờ mũi heo không? Đồng tu: dạ, cứng lắm. Cứng sao? Đồng tu: phải. Trong đâu có cứng, nhìn giống như mô thịt thôi, lại hồng nữa. Những loại heo màu trắng hay màu nhạt nhìn mũi hồng rất mềm mại. Loại heo màu đen thì mũi cũng đen, thật ngộ. Không, không phải vậy. Có những con heo đen nhưng mũi trắng hoặc là nửa trắng, nửa hồng, nửa đen.
Heo thật dễ thương. Người ta nói loài heo thông minh lắm, thông minh hơn chó nữa. Quý vị có thể tưởng tượng giết một sinh vật đẹp như vậy, hiền hòa và thông minh như vậy, rồi ăn vào bụng. Heo ơi, tiêu chuẩn đạo đức con người nhiều khi thật không tốt chút nào, không cao thượng. Ý nói mình phải kiếm ai ngang hàng với mình chứ. Loài người là vậy, họ đi đánh nhau, rồi lại đánh luôn những chúng sinh thiếu tự vệ hoặc nhỏ bé hơn. Nhưng nếu quý vị nghe được loài vật nói chuyện, quý vị sẽ không dám làm, vì loài vật là chúng sinh. Chúng biết nói chuyện với nhau và chúng có tình cảm. Chúng cũng giống như mình, chỉ là hình dáng khác nhau vậy thôi. Chúng ở đây là để tô điểm cho thế giới, cũng như chúng ta có nhiều loại hoa khác nhau vậy. Thử tưởng tượng buồn cười tới mức nào nếu đóa hoa này lớn hơn, có màu sắc hay hình dáng khác, rồi nhìn đóa hoa nhỏ nói rằng: "Ồ, mi vô dụng, ta ăn mi." Nghe có tức cười không? Có ngớ ngẩn không? Và không thể nào tưởng tượng được. Cũng vậy, loài người chúng ta trông lớn con hơn một số loài vật, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta nên ăn thịt chúng. Còn voi thì sao? Chúng to lớn hơn chúng ta. Nếu chúng tới ăn thịt mình, thì mình có thích hay không? Trong trí của voi thì chúng lớn hơn, có phải không? Và chúng khác với chúng ta. Đối với chúng thì chúng ta nhìn rất khác. Trong mắt của voi thì chúng ta trông rất kỳ quặc. Nếu quý vị hỏi một con voi có kết hôn với một người trong chúng ta không, nó sẽ trả lời không. Nó sẽ nói: "Anh trông kỳ quặc, mũi của anh kỳ quá, hiểu không?" Cho nên, vậy không có nghĩa là voi đến ăn thịt chúng ta. Đối với chúng ta vô dụng. Ngôn ngữ mình nói chúng không hiểu, chúng ta nhỏ con không giúp được gì cho chúng. Chúng vẫn sống phay phay, đâu cần chúng ta. Trong rừng già hay sống ở đâu, chúng không cần tới chúng ta và cũng có thể ăn thịt được chúng ta. Nhưng dù đói thế nào, voi cũng không làm hại chúng ta, bởi vì bên trong voi có tình thương, biết phải trái. Thú vật sống hài hòa và giúp đỡ chúng ta. Khi một con voi chết, cả bầy đứng quanh buồn rầu một hồi lâu. Nếu voi con gặp hiểm nguy, như lúc những con thú khác muốn tấn công, thì cả bầy voi bao quanh con voi đó làm thành một vòng đai mạnh mẽ, chặn kẻ thù và bảo vệ voi con. Nếu quý vị xem nhiều cuốn phim chiếu ở Phi Châu, người ta làm những cuốn phim này, quý vị sẽ biết voi có trí thông minh. Và nếu có lực lượng siêu linh, quý vị có thể nói chuyện với voi. Lúc đó quý vị sẽ biết chúng là những chúng sinh với tất cả trí thông minh, tất cả tình thương, tất cả sự cương quyết y như chúng ta. Vậy chúng ta có thể nào ăn thịt chúng sinh khác và gọi mình là con người nhân ái? Làm vậy là chúng ta không có tình thương, hoặc ít nhất cũng không biết tình thương thật sự là gì. Ngày nay có rất nhiều dữ kiện nói về việc thú vật bị giết như thế nào. Sự tàn ác ấy cũng đủ làm cho mỗi người trên tinh cầu này rơi lệ, đau lòng và thề nguyện sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại một con vật nào ở địa cầu và sẽ không bao giờ đụng tới miếng thịt nữa. Thấy được điều đó, họ sẽ biết rằng đối xử với một chúng sinh khác như vậy là không thể được. Chúng ta gọi thú vật là man rợ, khinh thường thú vật, nhưng đa số chúng không ăn thịt mình, không hại mình. Chúng sống hài hòa với mình, nhiều con còn giúp mình nữa. Thí dụ, nếu quý vị đang ở trên biển và gặp nguy nan, thì cá heo, cá voi sẽ giúp quý vị, đưa quý vị đến chỗ an toàn. Và chó thậm chí còn cứu người lạ nếu nó trông thấy. Vậy thì làm sao có thể nói rằng thú vật không có trí khôn? Có những người không dám liều mạng để cứu một người khác, nhưng chó, ngay cả những con chó không được huấn luyện, nó cũng làm, dù là người lạ. Mới đây, có một con chó cứu một bé trai sắp chết chìm, mà cậu bé đó là người lạ đối với nó. Con chó đó không được huấn luyện để đi cứu người như vậy, nhưng cậu bé đó sắp chết đuối, đang kêu cứu, và con chó nhảy đại xuống, cho cậu bé nắm vào người nó, rồi bơi vào bờ. Ai dạy nó làm như vậy? Dù được dạy đi nữa, nó cũng nhỏ hơn một con người. Sao nó lại có thể liều mạng như vậy? Đó chỉ là một trong những ví dụ. Một con chó nữa tên là Sana.
Nó kéo hai ông bà lão trở về nhà với nó. Một người nó kéo trên lưng, còn người chồng bám vào chân vợ. Nó kéo cả hai đi xuyên qua một đường hầm để về nhà, dưới cây cối và dưới tuyết. Tôi thưởng cho nó một áo khoác anh hùng. Tôi thiết kế một cái đặc biệt cho Sana, áo anh hùng Sana. Còn con chó kia tên là Sai Ông, cũng được một cái áo anh hùng với tên nó trên áo. Đây là đặc biệt vì tôi muốn tuyên dương chúng. Tôi muốn cả thế giới biết rằng thú vật thật sự là những chúng sinh với trái tim, máu huyết và khối óc, trí thông minh, tình thương và lòng từ bi. Một số còn hơn đa số chúng ta nữa. Tôi muốn cả thế giới biết rằng thú vật phải được tôn trọng, hoặc ít ra cũng là để làm bạn, chứ không phải để giết hại hay hiếp đáp. Lòng tử tế thể hiện từ thú vật là nguồn cảm hứng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải cao thượng hơn, từ bi hơn, thương yêu và bảo vệ kẻ yếu đuối cần thiết. Chúng ta mạnh mẽ, to lớn, sao lại có thể đi hiếp đáp một con chó nhỏ, hoặc ăn thịt một con heo nhỏ hay một con gà bé bỏng, cướp đi sự sống của chúng trong khi chúng không làm hại gì mình cả. Ngay cả những con thú lớn hơn chúng ta cũng không ăn thịt chúng ta vì kích thước của chúng. Bò không bao giờ tấn công người, bò rất hiền hòa. Tôi nghĩ đã đến lúc cả thế giới phải tỉnh ngộ điều này và làm con người cao thượng mà đáng lẽ chúng ta nên làm. Sao ta có thể hiếp đáp, hành hạ những chúng sinh yếu đuối hiền lành như vậy? Gà cũng dễ thương như bất kỳ loài chim quý nào quý vị mua ở trong tiệm. Thật vậy, gà rất dễ thương và biết trả lời quý vị. Có lần tôi có một con gà và một con thỏ. Anh thỏ rất mến cô gà. Anh ta làm gì là nó bắt chước làm theo. Trước đó hai đứa không quen biết nhau, nhưng khi chú thỏ biết nàng gà rồi thì anh chàng bắt đầu thương, lúc nào cũng muốn gần bên. Loài thỏ không nhảy cao lắm, không biết leo lên bàn, nên khi thấy gà làm vậy, anh chàng ở dưới thấp không biết làm sao. Nhưng vì tôi có cái bục như ghế đẩu, rồi một cái bàn thấp nữa, trước tiên nó nhảy lên ghế đẩu, rồi từ ghế đẩu nó nhảy lên chiếc ghế cao hơn để được đến gần gà. Thật là thông minh. Vì những đệ tử Trung Hoa thích ăn mì gói, họ nghĩ chắc gà cũng thích mì gói, cho nên có lần họ cho gà đó ăn mì gói, loại mì khô, và con gà ăn. Anh thỏ nhìn, nhìn, mì ăn thì ta cũng ăn. Không biết thỏ có bao giờ ăn mì gói trong đời không? Nó cũng già lắm rồi chứ đâu phải mới sinh ra hôm qua, nhưng nó cũng đến ăn mì gói. Gà ăn gì? Là thỏ đến ăn cái đó. Khi nó ở cạnh tôi, dĩ nhiên là tôi cho nó ăn cà rốt, rau sống dần dần, và nó cũng ăn. Nhưng nếu ăn với gà, thì gà ăn gì nó ăn nấy. Không cần biết là gì, nó đều ăn. Không cần nhìn nhãn hiệu, cứ ăn thôi. Nó rất tha thiết với con gà đó, cứ chạy lăng xăng quanh cô nàng, cọ mình vào cánh nàng, muốn hôn nàng này nọ. Nhưng gà không chịu, luôn luôn nhảy lên đâu đó cao hơn, rồi nhìn xuống anh chàng ở dưới. Nhưng không bao lâu thì anh kia cũng lên theo. Hai bên rất thấm thiết. Đâu có ai dạy chú thỏ như vậy, chạy theo gà. Không ai dạy nó gì cả. Rồi có một con dê hôn con gà của tôi. Chuyện này có thật. Chúng tôi không có sửa phim hay làm gì đặc biệt. Không có. Con dê tới hôn con gà. Con gà bằng lòng để cho nó hôn. Đâu phải chúng đã là bạn bè hay gì trước đó. Tôi đã có con gà đó một thời gian rồi, con dê thì tới từ một nông trại gần đó, và nó tự nhiên đến hôn con gà, và gà này ăn chuối hay bất cứ món gì tôi cho. Chúng ta vẫn có thể hưởng thụ mọi thứ trên tinh cầu mà không cần phải làm hại chúng sinh. Ước gì tôi có thể làm cho cả thế giới hiểu rằng thú vật cũng giống như chúng ta. Chúng thật sự giống như chúng ta. Cũng như mấy đóa hoa này đây. Sư phụ cầm lên một bình hoa trên bàn. Trên đời này có những thứ khác nhau để cho có nhiều màu sắc. Cho nên trong vườn, thí dụ, mình có nhiều loại hoa khác nhau, hình dạng khác nhau, tên gọi khác nhau và màu sắc khác nhau, chỉ để cho thế giới này tươi đẹp, màu sắc.
Nếu chỉ có một loại hoa thôi thì nó sẽ không đẹp như vậy. Mình không thể làm thành một bó hoa muôn màu. Nhưng nhìn này, có phải tuyệt vời biết mấy nếu cắm thêm nhiều màu vào đây? Đủ màu sặc sỡ, chúng tạo thành hoa viên của thế giới cho chúng ta thưởng thức. Cũng vậy, Thượng Đế tạo ra những sinh loại khác nhau để chúng ta có thể hợp chung lại với nhau thành sống động và nhiều màu sắc. Tôi ước có thể làm cho tất cả loài người trên thế giới hiểu được tình cảm và ngôn ngữ của loài vật. Tôi ao ước có thể làm tất cả những điều đó để không ai làm hại một con vật nhỏ nào nữa và không ai nghĩ tới việc ăn thịt của những con vật vô tội nữa. Ước gì tôi có thể làm được. Ước gì cả thế giới hiểu được rằng chúng ta phải thương yêu, tôn trọng thú vật và vui với chúng cũng giống như vui hưởng một hoa viên muôn màu, muôn sắc với nhiều bông hoa khác nhau, cây cối khác nhau và rào trái khác nhau. Chúng ta phải vui hưởng tất cả những gì trên tinh cầu này, nhưng ít nhất đừng làm hại chúng sanh, bởi vì chúng có cảm giác. Chúng cử động, nói chuyện qua ánh mắt theo cách riêng của chúng. Làm sao quý vị có thể tới một chúng sinh đang cử động, rồi chặt đầu hay là chặt chân, cắt cổ rồi làm chúng tắt thở như vậy? Nếu muốn bắt kịp với những hành tinh khác trong Thái Dương hệ và trong vũ trụ, thì chúng ta phải thay đổi lối sống của mình. Chúng ta phải sống và để kẻ khác sống. Chúng ta phải thương yêu đồng đều mọi chúng sinh, hoặc ít nhất cũng để chúng yên thân. Chúng đâu có đòi hỏi quý vị điều gì. Chim trên trời không đòi hỏi quý vị điều gì. Cá dưới biển còn không đến gần quý vị, sao lại tới đó bới chúng lên rồi ăn thịt hay giết chúng? Chúng thoi thóp khi sắp chết như vậy, thật khủng khiếp. Chúng ta có tất cả trí thông minh, tất cả trí huệ, dịch tất cả những công cụ mà Thượng Đế đã ban cho mình để sinh tồn. Chúng ta không cần giết để sống. Chúng ta đã phí phạm quá nhiều tài nguyên chỉ để giết, không những trong chiến tranh mà còn trong việc nuôi súc vật để ăn thịt. Chúng ta làm hao tổn nguồn tài nguyên thiên nhiên, bởi vậy mới có nạn đói khắp nơi. Mỗi một người còn đang ăn thịt đều chịu trách nhiệm cho nạn đói trên thế giới. Thậm chí không phải là tôi nói điều này, mà là những nghiên cứu gia trên thế giới, những người thông minh nhất làm nghiên cứu và có những dự kiện và chứng minh khoa học nói như vậy. Chừng nào chúng ta chưa bỏ thói quen ăn thịt này, chừng đó chúng ta vẫn còn làm hại địa cầu. Rồi hậu quả là hại chính mình, con cái mình trong tương lai. Cho nên tất cả chúng ta phải chuyển sang ăn chay, càng sớm càng tốt. Sư phụ kể chuyện thương kẻ thù của mình. Cho nên không cần biết là tôn giáo gì nữa, chúng ta nên làm một tấm gương của tình thương thiêng liêng, lòng từ bi và sự hy sinh. Rồi người khác sẽ khuất phục ngay cả kẻ thù của chúng ta. Nói về kẻ thù, chúng ta phải thật sự thương yêu kẻ thù của mình. Quý vị biết điều đó chứ? Bởi vì họ trở lại, và rồi quý vị phải yêu thương họ. Họ trở lại làm vợ chồng, con cái của quý vị. Đó là cách quý vị phải thương yêu kẻ thù của mình. Quý vị có thể làm điều này bây giờ, hoặc quý vị trở lại làm sau này. Quý vị có thể làm với lòng tình nguyện, hoặc quý vị phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ của nhân quả. Một người đàn ông qua đời và xuống địa ngục. Diêm Vương tiếp kiến ông trước ngài cùng với một người khác và nói: "Ông Johnson, ông đã nợ người này là bà Smith quá nhiều tiền nhưng ông chưa trả, cho nên bà ấy kiện ông vì ông không trả lại tiền cho bà ta. Nhưng ta không nghĩ là ông có thể bao giờ trả hết nợ được nếu ông trở lại kiếp sau làm người nữa, vì ông không có phước báo nào trong công và ông sẽ không có tiền bạc gì cả trong kiếp sau. Vì vậy, ta sẽ cho ông làm ngựa hoặc bò để ông có thể làm việc suốt đời. Ông có thể kéo xe và phải chở bà ta suốt đời cho tới khi ông trả hết nợ. Có thể còn dồn sang kiếp kế tiếp nữa là khác." Người đàn ông nợ tiền đó nói: "Ồ, thưa Diêm Dương, có lẽ đó không phải là một ý kiến hay. Thậm chí nếu tôi biến thành ngựa hoặc bò hoặc chó hoặc gì đó, tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ cho bà ấy được. Cho nên, tại sao ông không biến tôi trở thành cha của bà ấy và tôi sẽ phải trả cả đời? Từ ngày bà ta sinh ra đời, tôi sẽ cứ phải trả.
trả và trả. Trong trường hợp đó, bất cứ bà ta muốn gì, ông ta cũng sẽ cho một cách tình nguyện, với lòng yêu thương và thậm chí còn tự hào nữa. Dân là con gái tôi đó. Tôi trả hàng trăm đô la để cho con tôi đến trường. Hãy xem nó bây giờ ra sao. Tôi vẫn đang phải trả tiền cho căn hộ của nó. Nó muốn một chiếc trực thăng, tôi sẽ mua cho nó. Cho nên điều đó rất giống với thương kẻ thù của mình. Quý vị phải yêu thương họ bây giờ, bằng không quý vị sẽ phải trở lại và thương họ nhiều hơn nữa. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư kể Thiền Ngũ Quốc Tế Tây Hồ Formosa vào ngày 24 tháng 2 năm 2007.